thì mình cứ bài qua cái đoạn kênh YouTube của Lê Thành Thái Vũ. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn 10 phút để tập các bài tập cơ hông và cơ lưng sườn. Chúng ta đã biết cơ hông là cái phần đây đó, cơ lưng sườn là phần đây, nó nằm sát cái phần đó. Thì việc tập cơ lưng sườn và tập cơ hông thì chúng sẽ tập hai bên trái và phải đó. Thì cơ hông cũng thuộc vào cái nhóm cơ trung tâm bao gồm phần bụng, phần cơ hông và phần cơ lưng. Thì nếu chúng ta tập phần cơ hông khỏe thì nó sẽ giúp ích cho rất nhiều. Khi chúng ta tập những cái động tác cần sức mạnh của cơ hông, cũng như là động tác treo cơ người pull flat, hay là động tác one handstand hay là one handstand flat đó, thì chúng sẽ bắt đầu tập. Và cái bên trong còn số và chúng ta sẽ đi ngược sang một bên và chúng ta sẽ nhấc chân lên, chúng ta sẽ nhấc phần vai và sau đó chúng ta sẽ giữ mẫu lên bằng nhẹ. Nhớ mũi chân lên lại. Rồi, và tiếp theo chúng ta sẽ tầm số của mình, nó sẽ đưa thẳng bàn chân ra, nó sẽ nghiêng sang một bên. Ok, chân này to lên và chân này cũng cong nhưng mà để ấp xuống. Rồi, sau đó sẽ để tay hướng và ngang như thế này, và tay chúng ta sẽ đặt ở bên mặt bàn và chúng ta sẽ dập lên đó. Nhớ là phần thân chúng ta sẽ không có hướng lên trên như này, chúng ta sẽ nghe mà. Rồi chúng sẽ gặp, nhớ gặp lên sẽ thở xuống mặt đất, chúng sẽ gặp ở bên 30 nhịp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Và tiếp theo. Okay. Đối với bài tập này chúng ta sẽ nhấc phần hông lên như thế này đó, cũng như cái bài tập ban đầu, nhưng mà tay của chúng ta sẽ để nằm xuống và không nhấc nhất là ok. Rồi tay bên phải chúng ta sẽ dẫn mặt qua bên này rồi, và tôi có sự kiện như là ok. Rồi chúng sẽ làm 20 nhịp mỗi lần.
tới đây thì cái phần học ra là rất là lắm và nó là rất là hiệu quả. Rồi tiếp theo đưa hoàn thành xuống đẩy lên rồi ok, chúng sẽ làm hai việc. Rồi, và đó là kết thúc một buổi tập cơ hông cơ ly xương đó là một buổi phút các bạn đã theo dõi video, chúc các bạn có một sức khỏe tốt và nhớ đăng ký kênh của mình, nhấn like, share, subscribe để chia sẻ cho mọi người cùng tập luyện vì sức khỏe. Các bạn.